Ok, xin chào các bạn. Hôm nay là một cái trường hợp mà khách hàng của tôi có một cái vấn đề về thẩm mỹ, đó là trên da của bạn ấy có cái dấu hiệu của những cái đốm màu nâu đấy. Và rất nhiều người thì khi mà nhìn vào những cái đốm này thì hoặc là các bạn soi gương, đặc biệt là một số các bạn trẻ mà rất là trẻ thì đột nhiên vào một thời điểm đấy, có thể là một vài năm trước hay là có thậm chí là những cái bạn ấy có từ cái lúc mà còn nhỏ cơ, và lớn dần thì các bạn mới để ý là có những cái đốm như vậy. Các bạn có thể xem trên màn hình như này, và rất nhiều người, người nhà hay người thân hay thậm chí bạn ấy soi gương, bạn ấy phát hiện ra và bạn ấy nghĩ rằng đấy là một cái trường hợp mà bị nám chân sâu, có thể là do ánh nắng hay là do thay đổi một cái yếu tố nào đấy nó tổn thương da mà nó gây lên cái tình trạng đấy. Thế thì nó không phải như thế, đấy là những cái trường hợp mà tôi nhận định là nó là bị bớt hori, và cái bớt hori này nó thuộc trong một cái nhóm dạng bớt sắc tố bẩm sinh. Bẩm sinh không có nghĩa là nó phải có từ lúc nhỏ, mà trong một vài cái thời điểm nào đấy của cuộc đời nó có thể xuất hiện thì đấy cũng gọi là bớt bẩm sinh. Và cái trường hợp bớt bẩm sinh này, bớt hori này, nó cái hình thái của nó rất là giống với một trường hợp nám chân đinh, nám chân sâu đó. Thế thì hôm nay thì là một cái trường hợp khách hàng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái phương pháp của tôi điều trị cái trường hợp bớt hori này. Thế thì bản chất của nó về cái mô bệnh học cũng như là về cái tổn thương, khi mà tìm hiểu ở trên cái mô hình giải phẫu ấy, thì cái tổn thương của nó gần giống tương tự với lại là cái trường hợp bị nám chân đinh, nám chân sâu. Và có nghĩa là cái sắc tố của nó được sinh ra ở những cái tế bào sắc tố nó nằm ở cái phần nhú chân bì, và nó có thể là thậm chí nó tức là cái hình ảnh các bạn hình tượng hình lượng sóng này là cái hình màng đáy này, và cái tế bào sắc tố nó nằm đúng ở cái nhú, ở nhú này. Và khi đấy nó phát triển, nó tăng sinh các tua lên như thế này và nó tạo ra hạt sắc tố suốt một chiều dài như vậy, có nghĩa là nó rất là sâu, thậm chí là có những trường hợp mà nó ăn lan xuống cả cái trung bình. Do vậy nên là cái cách mà tôi lựa chọn điều trị chính là phải sử dụng cái kết hợp các cái phương pháp với nhau, bao gồm bởi vì nó rất sâu như vậy nên là không thể nào mà thuốc có thể ngấm được một cách dễ dàng xuống, nên vì vậy là tôi sẽ phải dùng cái laser Anti-Jack với bước sóng 1064 với cái khả năng đi sâu của nó, và nó sẽ hấp thụ phá vỡ những cái hạt sắc tố ở suốt cái chiều dài sâu như vậy lên, và khi đó thì cơ thể chúng ta nó sẽ đào thải đi. Cái thứ hai, phương pháp thứ hai mà tôi kết hợp vào cái điều trị này chính là tôi sử dụng và phải dùng tiêm cái sản ức chế sắc tố vào, bởi vì là nếu mà chúng ta chỉ có lấy đi bằng cái laser không, tức là phá vỡ những hạt sắc tố mà chúng ta không ức chế vào cái tế bào sắc tố ở cái vị trí gốc đấy, nó đang tăng sinh lên rất là nhiều như vậy thì nó sẽ càng ngày sẽ chỉ làm càng tăng động, giống như là chúng ta kích thích nó mọc nhanh hơn, nó mọc đậm hơn mà thôi. Do vậy chúng tôi sẽ phải dùng một cái sản phẩm tiêm ức chế sắc tố, và cái sản phẩm tôi dùng đó chính là cái hoạt chất là tannosamic acid, và tôi sẽ tiêm vào cái gốc nám đấy. Có một lưu ý là khi mà tiêm thì các bạn chú ý là chúng ta không tiêm quá sâu, có nghĩa là chúng ta đâm ngập cái kim 4mm thì chúng ta đâm hơn một nửa cái chiều dài của kim 4mm đấy là chúng ta có thể là đi sâu quá xuống, có thể đến tận cái lớp hạ bì ở phía dưới rồi. Nên là cái trường hợp tiêm nám này là chúng ta sẽ tiêm nó với cái kỹ thuật là tiêm trong da, tức là tiêm vào trung bì thôi. Nên các bạn có thể để ý là những cái nốt tôi tiêm đây, sau khi mà tiêm xong thì cái thuốc nó dàn đều, và sau khi rút kim ra hầu như là nó không chảy máu ngay lập tức, mà nó sẽ một lúc sau mới bắt đầu hơi rớm máu ra một chút, có nghĩa là thuốc nó đi vào đúng lớp trung bì, thì cái những cái mạch máu, vì mạch máu này nó sẽ không bị tổn thương. Nếu mà các bạn mà đâm sâu hơn xuống quá thì sẽ tổn thương nhiều cái mạch máu và nó sẽ chảy máu rất là nhiều. Và thông thường khi tiêm thì cũng không thể nào mà 10 nốt tiêm vào lúc trung bì đấy nó có thể là như ý hoàn toàn, vẫn có thể có những cái nốt nó hơi sâu một chút, và các bạn có thể thấy là một vài cái nốt thì nó rớm máu nhanh hơn so với nốt khác. Thế thì đấy là chia sẻ của tôi để cho các bạn có thể là hình dung ra được cái quá trình mà các bạn tiêm một cái sản phẩm ức chế sắc tố, tiêm nám chân sâu, nám chân đinh, hay trường hợp này là cái trường hợp bớt hori thì nó như thế nào. Và trong cái quá trình trị liệu thì sẽ phải dặn khách hàng rất là kỹ, tức là phải chống nắng rất là kỹ trong cái suốt quá trình điều trị này, bởi vì nếu chúng ta không chống nắng thì nó sẽ rất dễ kích thích cái vùng tổn thương chúng ta đang điều trị, nó lại tăng sinh những cái nám mới, hay là nó có cái dấu hiệu gọi là tăng sắc tố sau viêm ấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của bác sĩ Ninh. Để nhận các video tiếp theo của bác sĩ, bạn hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc xem các video tiếp theo ở ngay góc bên trái hoặc góc bên phải.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.